tế Ý lại rơi vào suy thoái lần 3 kể từ năm 2008. Tổ chức Y tế Thế giới xem xét khả năng virus Ebola bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen. Phi Yến rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Thế giới ngày hôm nay mùng 7 tháng 8 và vừa rồi chúng ta cùng điểm qua những nội dung nổi bật. Hôm qua ngày 6 tháng 8, thì NATO đã cảnh báo rằng Nga có thể viện lý do thực hiện sứ mệnh nhân đạo để gửi 20.000 binh đến khu vực giáp biên giới Ukraine. Ukraine tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu như Nga có hành động khiêu khích. Tổng thống Nga Putin đã gia tăng số lượng binh sĩ lên đến 20.000 người ở gần biên giới Ukraine với chiêu bài mục đích hòa bình và nhân đạo. Binh sĩ Ukraine đang bao vây Donetsk, nơi lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát. Sau những cuộc giao tranh ác liệt, nhiều thị trấn đã bị phá hủy nghiêm trọng. Chính phủ Ukraine lo ngại khả năng Nga sẽ phát động cuộc chiến. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko cho biết quân đội sẽ sẵn sàng để đáp trả nếu như Nga thực hiện hành động trên. Chúng tôi sẽ có phương pháp đáp trả thích đáng những khiêu khích từ phía Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine đều đang trong tư thế sẵn sàng. Cuộc chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa đã được phát động hồi tháng 4. Những biện pháp trừng phạt kinh tế từ phía phương Tây và những hành động đe dọa chống lại Nga đều không mang lại kết quả khả quan. Trong khi đó, Tổng thống Putin và các nội các của mình chuẩn bị biện pháp ứng phó với lệnh trừng phạt này. Việc Trung Quốc hoãn lại mục tiêu tự do hóa tiền tệ vào năm 2015, theo các biên tập viên Reuters là không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ lùi lại kế hoạch này thêm bao lâu nữa. Dưới đây là nhận định của ông John Foley, chủ bút chuyên mục Reuters Breaking News về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Chào John, theo báo cáo của Reuters hôm nay thì Trung Quốc đã hoãn lại thời gian tự do hóa thị trường tiền tệ. Tôi phải nói là tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy một khoản tiền lớn đang chạy ra nước ngoài. Đúng vậy Tara, hiện tại rất nhiều người từng rất phấn khích rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là một trong những định chế tuyệt vời trong việc thúc đẩy cải cách ở Trung Quốc. Với ý tưởng cho phép thị trường tiền tệ có thể tự do luân chuyển vào năm 2015, nhưng giờ đây thì điều đó đã bị hoãn lại. Tôi đồng ý với chị rằng tôi cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này, bởi vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đang e ngại rằng điều đó sẽ tác động lớn đến sự luân chuyển của dòng vốn. Việc thử nghiệm trong vài tháng gần đây để cho đồng nhân dân tệ suy yếu rõ ràng đã gây ra những tác động không nhỏ. Vậy thì lý tưởng nhất đối với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc theo anh có phải là thay đổi chiến lược không? Thực tế mà nói thì cái giá của sự thay đổi này là gì? Việc quản lý kinh tế như cách Trung Quốc đang làm và tự do hóa nền kinh tế là một quá trình hết sức phức tạp. Mọi thứ luôn được kết nối với nhau, từ lãi suất, dòng vốn cho đến những câu hỏi liệu có để cho các công ty phá sản hay không. Và Trung Quốc gần đây đã tỏ ra chưa sẵn sàng cho những biến động như vậy. Trung Quốc đã có thị trường trái phiếu, nhưng công ty Huatong, một công ty xây dựng cầu đường cách đây một tuần suýt lâm vào tình trạng phá sản và phải dùng đến gói cứu trợ vào phút chót. Nói vậy để thấy, nếu anh chưa sẵn sàng để cho thị trường tác động đến các công ty, dù là theo chiều hướng tốt hay xấu, thì cũng có nghĩa là anh chưa thể sẵn sàng cho vấn đề tự do hóa việc kiểm soát dòng vốn. Cho nên tôi nghĩ thời điểm năm 2015 là một cái nhìn quá lạc quan. Có lẽ chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa trước khi có thể thực sự thấy Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn những rào cản này. Trung Quốc đang lùi lại kế hoạch tự do hóa tiền tệ của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng sự trì hoãn này sẽ kéo dài đến bao giờ? Lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua thì những lô đất đấu giá tại Bắc Kinh không có người mua. Điều này khiến cho các nhà đầu tư lo ngại về sự suy yếu của thị trường bất động sản tại nước này. Kể từ tháng 4 năm 2011, 2 trong số 4 lô đất không hề có một cuộc đấu thầu nào. Trong một phiên đấu giá khác hồi thứ Hai, 2 lô đất khác bị bán cho các nhà đầu tư với giá thấp hơn dự kiến. Theo ý kiến chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến việc các lô đất không có người mua là do sự lỗi nhịp giữa nhu cầu của người mua và kỳ vọng của người bán. Đối với chính quyền địa phương Trung Quốc, bán bất động sản là nguồn thu chính, do vậy mà họ sẽ không dạy dột để giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nhà đầu tư không còn nhiều tiền mặt do giá cả thị trường giảm và tín dụng thắt chặt, thì các nhà đầu tư vẫn tìm kiếm một mức giá thấp hơn. Tình hình hiện nay hoàn toàn đối lập với một năm trước đó, khi các nhà thầu Trung Quốc được mệnh danh là vua đất do hồ sơ đấu thầu tích cực của họ, nhưng sự khả quan đó không kéo dài lâu. Vào cuối năm 2013, chính phủ đã có những động thái nhằm hạ nhiệt bất động sản. Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7, giảm 3 tháng liên tiếp. Giá nhà trung bình tại 100 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 0,8%, tiếp tục giảm so với mức 0,5% của tháng 6. Tối mùng 5 tháng 8, thì cuộc tranh luận đầu tiên giữa thủ hiến Scotland Alex Salmond và ông Alistair Darling, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh, hiện lãnh đạo chiến dịch Better Together vận động Scotland ở lại Anh, đã được truyền hình trực tiếp trên kênh STV. Cuộc tranh luận diễn ra đúng 6 tuần trước khi khoảng 500.000 cử tri Scotland tham gia cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 19 tháng 8 để quyết định việc Scotland tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh hay tách ra thành quốc gia độc lập.
Vấn đề mà ông Salmond cần phải làm bây giờ là thuyết phục 1/4 cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định ủng hộ chiến dịch của ông. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò của tạp chí Guardian mới đây cho thấy, ông Salmond đang bị mất điểm trong cuộc tranh luận, đó chính là vướng mắc vấn đề tiền tệ khi Scotland trở thành quốc gia độc lập. Tại cuộc tranh luận, ông Darling tấn công ông Salmond vào những nghi ngờ của cử tri liên quan đến nguồn lợi dầu mỏ Biển Bắc, tiền tệ Scotland và chi tiêu công, trong khi thủ hiến Scotland chất vấn vị Bộ trưởng Tài chính về giai đoạn suy thoái kinh tế. Các đợt cắt giảm chi tiêu và phúc lợi xã hội của Anh cũng như về liên minh với các đảng cầm quyền. Ông Salmond lập luận, một Scotland độc lập sẽ xây dựng một xã hội công bằng và phong phú hơn. Hai bên sẽ kết thúc màn tranh luận bằng việc giải đáp các câu hỏi của khán giả. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lo lắng về những gì sắp xảy ra. Ngân hàng Hoàng gia Scotland với 81% thuộc sở hữu của chính phủ Anh cho rằng việc Scotland độc lập có thể làm tăng đáng kể chi phí và ảnh hưởng đến kinh doanh. Tập đoàn bảo hiểm và trợ cấp Standard Life tuyên bố sẽ hủy bỏ các hoạt động tại Scotland nếu nước này độc lập. Theo chiến lược gia Philip Gisell đến từ Fortis Bank, hành động này có thể làm tổn thương kinh tế ở cả hai bên. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ dành cho Scotland nhiều quyền lợi hơn về pháp luật và thuế nếu nước này nói không với kế hoạch tách khỏi Anh. Và hôm qua mùng 6 tháng 8, thì thị trưởng London, ông Boris Johnson đã tuyên bố sẽ chạy đua để có được một ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới. Việc giành một ghế quốc hội sẽ là bước đầu tiên trong nỗ lực của Johnson để trở thành người thay thế Thủ tướng Cameron lãnh đạo đảng bảo thủ. Johnson được biết đến với tính cách lập dị, trí thông minh sắc bén và khả năng quyết đoán. Ông đã có 6 năm nắm giữ chức thị trưởng thành phố London và góp phần quan trọng vào thành công của Olympic London 2012. Tôi sẽ ra ứng cử quốc hội vào năm tới, hiện vẫn chưa bàn đến khả năng thành công của lần ứng cử này. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ đảm bảo trọng trách thị trưởng London trong nhiệm kỳ của mình. Johnson, một người ủng hộ Cameron trước đây, từng là một thành viên của đảng bảo thủ trong giai đoạn 2001 đến năm 2008. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Johnson bỏ ngỏ khả năng sẽ tham gia đảng bảo thủ. Phát biểu tại cuộc họp, thị trưởng Johnson kêu gọi cải cách Liên minh châu Âu. Ông cũng đưa ý kiến rằng việc ra khỏi Liên minh châu Âu là một lựa chọn khả thi cho nước Anh nếu tình hình không thể thay đổi. Thủ tướng Anh David Cameron hứa sẽ ngồi lại đàm phán mối quan hệ của Anh với EU trước cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2017, trong trường hợp đảng bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới. Một báo cáo của trưởng cố vấn kinh tế Gerard Lyons cho rằng 28 thành viên của EU nên ngồi lại họp bàn về tương lai của kinh tế Anh, một trong những nền kinh tế lớn của EU. Nhiều ý kiến lo lắng rằng EU có thể đóng cửa các doanh nghiệp Anh, trung tâm tài chính chiếm khoảng 1/10 của nền kinh tế Anh sẽ được chuyển đến Frankfurt hay một thành phố lớn nào khác thuộc EU. Kính thưa quý vị, vị thủ tướng trẻ tuổi Matteo Renzi và kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế Ý của ông đã từng rất được trông đợi vào năm 2013. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay thì các hoạt động cải cách dường như vẫn chưa được khởi động. Số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Ý lại rơi vào suy thoái lần thứ 3 kể từ năm 2008. Quý 2 năm 2014, nền kinh tế Ý bất ngờ tăng trưởng âm và rơi trở lại vào cái hố suy thoái. Đây là lần thứ 3 quốc gia châu Âu này vướng vào suy thoái kể từ năm 2008. Kết quả này càng làm đậm thêm tình hình suy yếu của nền kinh tế lớn thứ 3 Eurozone và gây thêm áp lực cho vị thủ tướng trẻ tuổi Matteo Renzi. Số liệu vừa được cơ quan thống kê Eurostat công bố hôm 6 tháng 8, GDP của Ý trong quý 2 đã bất ngờ giảm 0,2% so với quý 1. Trước đó, các chuyên gia mà Reuters khảo sát dự báo GDP sẽ tăng 0,2%. Quay trở lại quý 1, GDP của Ý cũng giảm 0,1% so với quý cuối năm 2013, nghĩa là kinh tế Ý đã suy giảm 2 quý liên tiếp và đã lại rơi vào vùng trũng của suy thoái. Các tổ chức và đảng phái đối lập chỉ trích Thủ tướng Renzi đã thất bại trong việc chỉ ra cốt lõi của vấn đề và gọi đây là một thảm họa kinh tế. Kể từ giữa năm 2011, chỉ có duy nhất một lần kinh tế Ý có tăng trưởng, đó là mức 0,1% của quý cuối năm 2013. Nói về lạm phát, theo Eurostat, mức lạm phát của kinh tế Ý xuống thấp nhất trong vòng 14 năm. Cái chỉ số 9 trên sàn chứng khoán Ý giảm hơn 2% sau khi số liệu được công bố. Không giống với lời hứa hẹn trước đó khi nhậm chức thủ tướng, kế hoạch của ông Matteo Renzi dường như vẫn chưa thể khởi động một cách suôn sẻ. Chuyên gia Philip Gisell đến từ Fortis Bank nhận định, rõ ràng Ý vẫn gặp khó khăn về vấn đề cấu trúc nền kinh tế. Kinh tế Ý đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, một nền kinh tế tăng trưởng rất chậm. Tôi cho rằng cần phải có những biện pháp mạnh tay như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đã làm. Thực chất, từ trước cả suy thoái, nền kinh tế Ý đã có vấn đề trong hơn 10 năm qua. Ngân hàng Trung ương Ý cho biết vào tháng trước rằng GDP nước này đã suy giảm tổng cộng 9% kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007. Thủ tướng Renzi từng tuyên bố một kế hoạch cải cách thị trường lao động và thuế đầy tham vọng nhằm vực dậy tăng trưởng và xóa bỏ khoản nợ 2.000 tỷ euro của Ý. Tuy nhiên, quá trình diễn ra quá chậm chạp và dường như đang dần đuối sức.
Để đeo bám kế hoạch của mình, Thủ tướng Renzi đã đề nghị EU nới lỏng các quy định về ngân sách. Thế nhưng điều đó lại dấy lên lo lắng rằng chính phủ Ý sẽ lại làm gia tăng khoản nợ công vốn đã xếp vị trí lớn thứ tư trên thế giới. Chính Thủ tướng Matteo Renzi cũng thừa nhận điều kiện hiện tại khá khó khăn và tình hình có thể chuyển biến xấu hơn nữa. Dự báo kinh tế Ý trong năm 2014 sẽ tăng trưởng 0,8%, thâm hụt ngân sách vào khoảng 2,6% GDP. Các chuyên gia cho rằng sẽ phải có thêm nhiều biện pháp nữa thì mới có thể đạt được mục tiêu ngân sách mà EU đặt ra. Đây là một cơ hội để Ý có những cải cách hiệu quả hơn. Một phần kế hoạch của ông Renzi đã có hiệu quả. Thị trường lao động cải thiện sẽ thúc đẩy nền kinh tế, nhưng chúng ta cần phải có thời gian để thấy dấu hiệu rõ ràng hơn. Trên thực tế, giữa cơn dông cũng có một vài tia sáng. Hoạt động đầu tư và hàng hóa tiêu dùng đã có tăng trưởng mạnh. Sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 0,9%. Bộ trưởng Kinh tế ông Pierre Carlo-Baduan vẫn tin tưởng rằng kinh tế Ý sẽ diễn biến tốt đẹp trong thời gian tới mà không cần thêm một biện pháp khẩn cấp nào. Quý vị đang theo dõi bản tin FVNC Thế giới ngày 7 tháng 8 và sau đây sẽ là những nội dung nổi bật của phần 2 chương trình. Tổ chức Y tế Thế giới xem xét khả năng virus Ebola bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Kinh tế Indonesia tăng trưởng chậm, không nên quá bi quan.